Đối với mình đây một khóa học đến với mình rất là đúng lúc, tại vì là nó là một khóa học tổng quan và mình là người làm về nhân sự. Và ngay khi mà làm về nhân sự thì với thời đại bây giờ chúng ta đều biết rằng là gì, cái việc làm nhân sự nó không chỉ đơn thuần là anh chị biết mỗi công việc về nhân sự, mà anh chị cần phải hiểu về là gì, việc bán hàng và hiểu về marketing. Thì đấy là trong hai cái trụ cột còn lại của một cái bộ máy, và nếu như chúng ta nắm được hai cái trụ cột đấy thì chúng ta sẽ dễ dàng gì xây dựng được hệ thống nhân sự phù hợp. Và cái khóa học của bác Alok vào cuối năm nay đã mở ra một cái chương rất là mới cho mình, đó là mình nắm được tổng quan các bước mà các bộ phận marketing họ hay làm gì, có thể là gì hiểu những cái mà bộ phận marketing tại công ty mình đang làm, cũng như là tư vấn được cho họ về đường hướng phát triển. Và quan trọng hơn là gì, mình có thể tuyển được những nhân sự phù hợp, tại vì mình rất hiểu về marketing. Cái khóa học của thầy thì cho mình một cái bức tranh nó rất là rõ ràng, một cái bức tranh lớn. Đối với một người làm chiến lược như mình thì đây là một cái khóa học cực kỳ bổ ích cho mình biết rằng là lý do vì sao mà mình phải làm và lý do vì sao những cái gì mình phải làm. Và mình nghĩ rằng là đội nhóm của mình sẽ đã có được một cái bản đồ hướng dẫn rất là rõ ràng. Bây giờ mình chỉ là bắt tay vào và làm thôi. Cái đi step của thầy là cái ngôi nhà marketing 4.0, nó là cái thứ mà dấu ấn đối với mình nhiều nhất. Nó là rất là cập nhật và nó rất là hữu ích với cả doanh nghiệp của mình.